Vừa qua, phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Ban chấp hành Đảng ủy phường Quang Trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Cấp ủy Đảng từ phường tới khu dân cư luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế. Đảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai năm dân vận chính quyền gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh, thành phố và của phường. Năm 2018, có 20 trên 20 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 161 trên 821 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng ủy phường Quang Trung xác định 10 nhóm chỉ tiêu cùng 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Đảng ủy phường Quang Trung khen thưởng 4 chi bộ, 161 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 chi bộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác đảng. Ủy ban nhân dân phường cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, biểu dương 86 gia đình văn hóa tiêu biểu.